Mày xuống sắc quá hai đúng không? Xe ba. Vậy sao? Để gây cho vui. Tai nạn nghiêm trọng. Xe như vậy mà người không sao hay hả? Đây là chỗ xe này đó.
này giò kìa, giò trắng quá mà. Trời. Xe đối đầu xe. Đối đầu xe. Thằng xe tải đứng bên, bánh tải đứng bên này mà. À thì nó đối đầu thằng nó chạy lạng lách. Nó đi từ kia vào đúng đường, nên là thằng kia xe máy cái sai anh chạy quẹt cái gì. Nó này va chạm mạnh đấy. Nó tông đối diện luôn này. Cái này tông đối diện mà. Đúng đường này, nó nằm ở bên làn đường bên phải người ta, mà người ta đã lấn sang cái vạch lệ vạch nét đất đúng không? Anh nhìn người ta lấn sang bên này là cả nửa mét, mà anh đi bên kia mà anh lao vô như này, thế anh bên anh sai rồi. Cái xe taxi thì đi trước hả? Rồi. Ừ. Là cốt vào đi xe taxi nữa. Đúng rồi, mình sai rồi. Có người làm chứng cái gì? Có người làm chứng cái gì? Chạy mà nhanh vậy, vỡ cả lốc rồi nhớ vậy. Ba bởi khoảng bao nhiêu? Để tuệ. Em chạy nhiều bị việt à? Không. Mới đi, ngồi đi, bình thường mới đi mà. Chảy máu chảy mẹ thì không? Hay chân sưng, chân sưng. Đầu. Đầu á? Thì mình chạy xa rồi còn gì nữa. Xe thì xe động ra phân hôi lớn. Cho qua đây, cho xe đi qua đây. Ôi chưa thấy công an làm việc nhỉ? Lâu rồi. Để lóc xe, để lóc xe luôn. Có nghĩa là vượt từ đầu kia, nó lách, có nghĩa là lách hàng taxi đúng không? Cắn cái đầu này. Xe phân khối lớn mà. Đi sao mà nhìn xe ngược chiều mình cẩn thận chứ, chạy nhanh làm gì rồi, chạy đi bệnh viện rồi. Đấy chạy đi bệnh viện rồi đấy. Công an cho hiện trường rồi. Tông vào sau đít ai đền ra đâu. Vượt xe kia không nhìn thấy cái xe ngược chiều chạy xuống, thấp vào đây mà xe đúng đường thì ông khai quá còn gì nữa. Ai đền cho, mình trả ai đền cho đấy. Có người nhà ta đến ta cho đồng nào cho ai đền cho. Cắm cái đầu người ta chưa bắt đền nữa, bây giờ xe người ta bảo hiểm may là ta bắt đền đó, thương lượng người ta có lao lên tông ít xe, tông có ít xe thì đâu ai đền. Nếu không làm chủ tốc độ như gì thì người ta là ai chịu. Mình đang đi ngoài đường này thấy xe máy người ta tông có ít xe mình, thế bây giờ ta ai đền cho, cái thằng tông có ít phải đền chứ. Đây. Ghê chưa? Ghê chưa? Con xe mình đầu kia đủ nhắc mẹ nữa. Ách tắc giao thông luôn.
không có thể mà tụ tập vô đó chỉ cái dạng thôi, còn không thì gọi công an tới. Còn một nếu mà giải quyết nội bộ là em kêu một cái thằng gia đình anh thằng đó và một cái thằng taxi và một thằng tài xế xe bên này, ba người đã thỏa thuận như thế nào để tóm tắt lại còn đi về, chứ không phải bây giờ mà đôi co qua lại đâu có được gì đâu. Mọi người muốn đánh nhau, có người đánh nhau luôn, có ba đứa người đánh nhau, chứ không phải đôi co với nhau.